trái nắng. Đèn bóng đầu tiên, đèn tự đố màu. Muốn thích màu gì của bóng quà tới nút đèn này. Mid bóng đầu tiên thì máy sẽ phun chừng nào cạn nước cắt. Này nó có cái nó sáng ngay cái đèn mid continue nha. Là phun nào cạn nước thì tắt. Rồi. Nút mid bấm cái nữa. Phun 10 giây ngắt, 10 giây phun, 10 giây ngắt, 10 giây nó phun. Rồi bấm nút mid cái nữa. Là nó phun 2 tiếng đồng hồ nó tắt. Rồi. Bấm nút mid cái nữa phun 4 tiếng đồng hồ ngắt. Bạn rút lắp chân pin này ra. Sẽ có 6 nút. On off là tắt mở máy. Rồi, on off là tắt mở máy nha. On là mở máy. Đèn bóng đầu tiên, đèn tự đố màu. Khi nào mà hết pin đó thì rút lắp chặn pin này ra thay cục pin khác, pin nút áo. Cái này em test chế độ hết nước tự ngắt trước. Nếu mà hết nước thì em bấm đèn được ha. Nhưng mà bấm hẹn giờ, cái nút hẹn giờ là nút mít nào, bấm hẹn giờ là máy sẽ tự tắt. Hẹn chế độ nào đi chăng nữa, hết nước tự tắt. Khi xài thì em chế nước lạnh, nước sạch bình thường thôi, đừng chế nước nóng nha. Chế nước nóng là máy sẽ hiểu nóng máy nó ngắt. Chế 2/3 nước đổ lại. Trung bình nếu lượng nước thì có cái cốc nước mình lượng 100ml thì nhỏ 5 đến 10 giọt tinh dầu. Này test máy chế tích thôi ha. Rồi. Đậy nắp lại. Cái máy này ban đêm đèn nó mới đẹp, còn ban ngày đèn nó nhìn nó không có đẹp lắm. Ngày cháy nắng. Đèn bóng đầu tiên, đèn tự đố màu. Muốn thích màu gì có bóng hoài tới nút đèn này. Mid bóng đầu tiên thì máy sẽ phun chừng nào cạn nước cắt. Này nó có cái nó sáng ngay cái đèn mid continue nha. Là phun nào cạn nước thì tắt. Rồi. Nút mid bấm cái nữa. Phun 10 giây ngắt, 10 giây phun. Đó, nó 10 giây ngắt, 10 giây nó phun. Rồi bấm nút mid cái nữa. Là nó phun 2 tiếng đồng hồ nó tắt. Rồi. Bấm nút mid cái nữa phun 4 tiếng đồng hồ ngắt. Ví dụ như anh hẹn 4 tiếng mà trong máy nó có còn ít nước đi. Phun mới có 2-3 tiếng hết nước thì ưu tiên hết nước ngắt nha. Rồi. Bấm nút mid cái nó tắt máy. Nút mid đầu tiên thì cạn nước tắt. Đèn bóng đầu tiên, đèn tự đố màu. Nhìn được ha. Còn muốn thích màu gì có bóng quạnh đến nút đèn này nè. Là để em chọn ngay một màu đèn, giống như hôm nay ngủ thích màu tím, ngày mai ngủ thích màu xanh gì đó. Bấm nào hết đèn thôi. Bấm đầu tiên lại đèn mới tự đố màu. Này có tặng kèm điều khiển thì nếu mà mình tối mình ngủ mình nằm trên giường thì mình có thể mình bấm điều khiển từ xa ha. Rồi xài rút lắp chân pin này ra. Sẽ có 6 nút. On off là tắt mở máy. Rồi, on off là tắt mở máy ha. On là mở máy. Đèn bóng đầu tiên, đèn tự đố màu. Khi nào mà hết pin đó thì rút lắp chân pin này ra thay cục pin khác, pin nút áo. Mua một dĩ pin 5 cục hay gì đó, 10.000 mấy ngàn gì đó. Rồi thay vô. Rồi. Bitmon là phun lớn nhỏ. Là nó sẽ phun kêu 2 tiếng bit nó phun mạnh hơn tí nha. Và trên là thông nhiều. Thấy nó cũng mạnh hơn thế. Rồi. Hẹn giờ 2 tiếng, 4 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng. Quên cách sử dụng vô YouTube cả cảnh shop anh có dán dưới đích máy ha. Continue là không liên tục. Là mid continue. Inter là không ngắt quãng. Vừa dây ngắt vừa dây khung. Chuyển trên lại chế độ không liên tục là bấm nút continue. Chung là chỉ có nhiêu đó thôi. Nếu mà em ngưng sử dụng 5-10 ngày mà em không sử dụng em có đi đâu á, đổ hết nước dùng thân giấy lau khô là được, để tránh hiện tượng tinh dầu bám lên máy. Rồi gì được ha. Đúng rồi, còn ngày nào em sử dụng thì đổ nước vô xài. Khoảng tuần lễ thì dùng khăn giấy lau sạch bên những cái màng đóng bên trong lần. Tại vì có khi xài thời gian dài thì nó sẽ có những cái màng nó đóng bên trong, những cái màng tinh dầu.